trụ trì chùa Từ Đức ở Đồng Nai, bị đình chỉ chức vụ vì thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt. Ngày 8 tháng 1, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Đồng Nai, đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, đối với tu sĩ Thích Nhuận Ni, Lê Trung Hai vì có hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt. Thưa quý vị, mặt pháp hay không phụ thuộc rất lớn vào chúng ta. Khi nào Phật giáo còn nhiều những kẻ như thế này thì đúng là mặt thật. Còn những người tin và ủng hộ một cách mù quáng, những kẻ như vậy thì đúng là mặt. Tâm chúng ta còn u mê không phân biệt đúng sai, thiện ác thì chúng ta mạt gia đình không yêu thương lẫn nhau thì gia đình mạt mạt hay không tùy chúng ta quyết định đừng hiểu sai hai chữ khẩu nghiệp mà sợ không dám lên tiếng trước cái ác cái sai đừng nghĩ tôn giáo không ảnh hưởng gì đến quốc gia đó ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng nai đã có quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì chùa từ đức ở xã thiện tân huyện vĩnh cửu đối với tu sĩ thích nhuận nghi lê trung hải tu sĩ này cũng bị đình chỉ chức phó trưởng ban trị sự trưởng ban giáo dục phật giáo giáo hội phật giáo việt nam huyện Vĩnh Cửu, nhiệm kỳ 2021 đến 2026, thời gian đình chỉ từ ngày 8 tháng 1 cho đến khi có kết luận chính thức của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lý do đình chỉ do tu sĩ Thích Nhuận Nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học, để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tự viện, gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội các cấp và tự viện. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai giao cho Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Vĩnh Cửu tiếp nhận quản lý tài sản chung của giáo hội cụ thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến tự viện khuôn dấu của tự viện ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện vĩnh cửu sẽ điều hành mọi hoạt động của chùa từ đức trong thời gian tạm đình chỉ tu sĩ thích nhuận nghi ban tăng sự ban kiểm soát và ban pháp chế giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng nai kết hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện vĩnh cửu làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc của chùa từ đức những ngày vừa qua mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là tu sĩ ở chùa từ đức có những hành vi dung tục việc làm không chuẩn mực với tư cách một tu sĩ phật giáo và vi phạm giới luật phật chế ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội tăng ni phật tử